Có thể bạn chưa biết, cô gái Triều Tiên đợi 31 năm để lấy chồng Hà Nội, đích thân chủ tịch nước mở lời xin dâu, gặp gỡ và yêu đương ở tuổi đôi mươi, nhưng tình yêu dữ dội mà âm ỉ ấy chỉ được tác thành khi ông Phạm Ngọc Cảnh và bà Ri Yong Hui đã ở tuổi xế chiều sau 31 năm chia cách. Ngày ấy, ông Phạm Ngọc Cảnh, người Hà Nội, là một trong 200 sinh viên đến Triều Tiên như năm 1960 để học tập tại thành phố bờ biển ấy. Ông đã gặp tình yêu của đời mình, bà Ri Yong Hui là nhân viên phòng thí nghiệm ở nhà máy. Ngay từ khi thấy bà, ông đã rung động thầm nghĩ nếu cô ấy là vợ của mình thì hay quá. Cô gái Triều Tiên cũng ấn tượng với cậu sinh viên đẹp trai, nhưng từ lúc đầu tiên nhìn vào ánh mắt của ông ấy, tôi đã rất buồn vì tình yêu sẽ không thành. Lúc bấy giờ, cả Triều Tiên lẫn Việt Nam đều không cho phép yêu đương, kết hôn với người nước ngoài. Nhiệm vụ của sinh viên Việt Nam là tập trung học tập để trở về tái thiết tổ quốc sau chiến tranh. Phía Triều Tiên còn nghiêm khắc hơn, họ đã tuyệt đối không cho phép kết hôn với người nước ngoài. Nhưng trái tim thì có lý lẽ riêng, chàng sinh viên đã tìm cách cưa đổ tình yêu sét đánh của mình trong vòng bí mật. Mỗi khi thấy nàng đi lấy mẫu phân tích, chàng lại cố tình đi ngược chiều, chào hỏi một câu rồi lướt qua nhau. Khi thời gian thực tập kết thúc, chàng đến trực tiếp phòng phân tích hóa học gặp mặt nàng. Bà Ri Yong Hui nói rằng mình chưa từng có người yêu, thế là chàng lấy tấm ảnh chụp cùng hai người bạn là du học sinh gói vào chiếc khăn mùi xoa mua ở Trung Quốc trao cho nàng làm tin, rồi xin địa chỉ nhà nàng. Trong lần gặp đầu tiên ấy, ông đem theo máy ảnh đi cùng chụp một bức ảnh kỷ niệm tình yêu. Khi đó chàng sinh viên 22 tuổi, còn cô gái Triều Tiên lúc đó 23 tuổi. Lần nào đến thăm, ông cũng ăn vận như người Triều Tiên, đi bus mất 3 tiếng, đổi bus mấy lần, rồi xuống trạm cách nhà người yêu 2 km, đi bộ vào để không ai để ý. Chủ nhật đến gặp một chút rồi lại quay trở lại trường đại học. Cứ như thế họ yêu nhau trong thận trọng gần 2 năm, cho đến năm 1973 ông phải về nước để giữ kín chuyện tình mà luật pháp hai nước đều không cho phép. Người thanh niên đã mua một lô phong bì viết sẵn địa chỉ ngân hàng nhà nước nơi mẹ ông làm việc, ghi tên người nhận là mẹ và dặn khi viết thư thì cho vào phong bì ấy, dán lại và gửi về Việt Nam chứ không dám để địa chỉ nhà. Chào đồng chí Ri Yong Hu, lúc này có mạnh khỏe không, công việc thế nào, mùa đông năm nay tuyết ở Hàm Hưng đổ dày hơn không, chúc đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Họ gửi qua lại cho nhau, gọi nhau là đồng chí. Những cánh thư gửi đi trong thấp thỏm, lời lẽ vô cùng chừng mực, không dám nhắc một lời đến yêu thương, nhưng khiến cả hai nuôi hy vọng đoàn tụ. Năm 1978, ông Cảnh sang Triều Tiên công tác và hẹn gặp được người yêu đúng một lần, rồi về nước ông dặn người yêu chờ, hẹn sẽ tìm cách để kết hôn. Bà Ri Yong Hui cứ thế mà khép lòng với chuyện yêu đương, đợi chờ người tình của mình cách 5.000 cây số. Năm 1992, ông Cảnh trở lại Triều Tiên với tư cách là phiên dịch viên cho một đoàn thể thao Việt Nam, nhưng lần này ông không gặp được bà Ri. Khi ông trở về Hà Nội, ông Cảnh nhận được một lá thư từ bà nói rằng bà vẫn yêu ông. Cuối năm 1990, Triều Tiên trải qua nạn đói nghiêm trọng, lo lắng cho sức khỏe gia đình người yêu, ông Cảnh vận động bạn bè quyên góp và gửi 7 tấn gạo sang giúp đỡ Triều Tiên. Năm 2002, Chủ tịch nước Trần Đức Lương dẫn đầu đoàn ngoại giao Việt Nam sang thăm chính thức Triều Tiên. Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương kể lại rằng khi được biết câu chuyện đó, ông rất cảm động, thương cho chuyện tình lứa đôi trắc trở mấy chục năm trời. Ông đã đích thân xin dâu. Ông nhớ lại phía bạn khi đó có thái độ nhẹ nhàng và chấp thuận ngay. Tháng 9 năm 2002, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tại Việt Nam gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo việc kết hôn được Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao Triều Tiên phê chuẩn. Sau khi kết hôn, việc mà họ sống ở đâu là theo nguyện vọng của họ. Nếu cô Ri Song Hui cư trú và sống tại Việt Nam thì cô sẽ trở thành công dân Triều Tiên sống ở nước ngoài.